Hi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cố Vấn Pháp Lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì luật đất đai năm 2024 bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, đã bỏ quy định về khung giá đất và đất sẽ được định giá theo nguyên tắc thị trường. Mỗi địa phương sẽ tự quyết định bảng giá đất và điều chỉnh hàng năm, thay vì 5 năm một lần như trước đây. Đồng thời bảng giá đất phải được điều chỉnh, bổ sung theo biến động của thị trường. Theo luật đất đai mới, thì người dân được đền bù đất nông nghiệp cũng sẽ được hưởng thêm một số khoản chi phí như chi phí hỗ trợ di dời vật nuôi, chi phí hỗ trợ tháo dỡ, di dời tài sản gắn liền với đất, v.v. Người dân cũng sẽ được hưởng thêm quyền lợi về bồi thường, đền bù tái định cư khi bị thu hồi đất theo luật đất đai năm 2024. Đáng chú ý, hộ gia đình cá nhân sử dụng đất nông nghiệp mà có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định của pháp luật khi nhà nước thu hồi đất sẽ được bồi thường bằng đất nông nghiệp hoặc bằng tiền hoặc bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng đất ở. Nhiều chuyên gia nhìn nhận về ngắn hạn, việc bỏ khung giá đất sẽ khiến giá đất, tiền đền bù giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư tăng lên, qua đó đẩy giá bất động sản tăng. Về lâu dài, thị trường được quyết định bởi cán cân cung cầu, trở nên minh bạch và bền vững hơn. Tuy nhiên, tới ngày 1 tháng 1 năm 2026, các tỉnh, thành phố trực thuộc trên cả nước sẽ áp dụng bảng giá đất mới. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh phải trình Hội đồng Nhân dân cung cấp để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất áp dụng từ ngày 1 tháng 1 của năm tiếp theo. Như vậy, giá đền bù đất nông nghiệp không tăng ngay lập tức cùng thời điểm áp dụng của luật đất đai năm 2024, cụ thể là từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Dù vậy, một số địa phương đang nhanh chóng hoàn thiện bảng giá đất để điều chỉnh. Nếu được hoàn thành và sớm áp dụng, giá đất đền bù sẽ tăng so với trước khi áp dụng luật mới. Theo điều 95 luật đất đai năm 2024, thì hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp bị thu hồi sẽ được bồi thường về đất khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây. Thứ nhất là đang sử dụng đất, không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm. Thứ hai là đã được cấp sổ đỏ. Thứ ba là có quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thứ tư là có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất làm căn cứ để cấp sổ đỏ theo quy định của pháp luật. Thứ năm là nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật từ người có quyền sử dụng đất hợp pháp nhưng chưa hoàn thành thủ tục đăng ký đất đai. Và cuối cùng là được sử dụng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ, văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất của người trúng đấu giá đã được hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định. Như vậy là kênh vừa thông tin xong đến mọi người về một số vấn đề liên quan đến giá đền bù khi thu hồi đất nông nghiệp từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan đến vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với kênh nhé.